Rồi hai xin chào anh em luôn nha. Thì hôm nay trước mặt anh em lại là một cái series mà quay về. Thì những cái lần trước á thì anh em mua SC3 á thì không đủ bán. Thì lần này thì hôm nay em lại lên một cái clip mà gồm có 4 con thôi. Lần này về chỉ có 4 con. Và ai nhắn tin hay là có dặn em trước á, thật sự là nó bị trôi anh em ơi, là không còn nữa. Là em không có nhớ được, tại vì em không biết lúc nào là hàng về có sẵn hết. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái clip lại, anh em nào thấy á thì có việc tiện thì mình chốt nha. Còn thứ lỗi là anh em nào nhanh tay quá thì anh em sao á, không còn á thì cũng đừng có trách, tại vì hàng tại bất chợt lắm anh em. Thì trước mà anh em đây là 4 con máy SC3 nha anh em. Máy vệ sinh hơi nước nóng nè. Anh nào thương vợ nè, ở nhà làm cực khổ á, chùi bằng tay cực á, thì anh em có thể mua máy về tặng một cái món quà ý nghĩa nè. Vệ sinh bếp núc, bàn, ghế, rồi lại cả sàn nhà nữa. Thì nó quá là hợp lý và nó vừa túi tiền. Thì trước mặt anh em đây là cái con mẫu SC3. Thì SC3 ở Việt Nam cũng có bán luôn, nhưng mà riêng về cái hàng này em về nè, em cũng nói trước cho anh em biết luôn, đó là SC3 của em á là made in Germany, ở Đức nha anh em. Còn ca chơ á thì là ca chơ của Ý, là chỉ có em về là mới có Germany với lại Ý thôi. Còn ở Việt Nam bán hãng á thì em cũng không biết nó ở đâu. Còn em về là gốc là Germany và Ý thôi. Thì anh em yên tâm về cái chất lượng sản phẩm này. Và điện nguồn của nó là điện nguồn 220V đến 240V, cho anh em thoải mái xài luôn, về là bập, về là chuyển. Còn bây giờ thì đi vào vấn đề chính nè. Bây giờ lôi con SC3 ra cho anh em. Đây. Thì một bộ của nó sẽ gồm một cái đầu lông nè. Cái đầu lông này để cho anh em chà rửa nè, những cái gì dính bẩn cứng quá cứng. Đi kèm đó là một cái lông nhỏ, đưa cái lông nhỏ cho anh em thấy luôn. Đó. Là để cho anh em rửa bếp nè, làm tất tật ở trong mà dầu mỡ khó ra đồ, anh em chùi cái này thì bằng hơi nước nóng thì nó khá sạch nha. Ghế bẩn rồi luôn. Và cái đầu này là để cho anh em chùi rửa máy móc nè, lâu ngày sét hoặc là rửa hơi nước nóng lại thảm ra, thì cái hai cái bộ phận này thì nó khá là tiện dụng cho anh em. Và một cái chổi sàn, cầm cái chổi sàn xuống. Đây, một cây chổi sàn nha anh em. Cây chổi sàn này cho anh em đứng thao tác đẩy nè. Còn bây giờ thì dán lông vô luôn. Một bộ thì em sẽ đưa đầy đủ phụ kiện anh em về chỉ cần việc xài thôi, chứ không có mua thêm hay là làm gì nữa hết á. Còn nước á thì anh em châm nước bình thường như thôi. Đó, nước bình thường thôi, là nước sạch, nước lọc. Anh em bỏ vô, nước máy bỏ vô là xài. Dán lại. Đó, bây giờ gắn chổi vô cho anh em thấy luôn. Đó, anh em đứng bóp cò thao tác nè. Đó, anh em chùi, đang chùi là hơi nước nóng nha anh em. Hơi nước nóng á thì nó rất là mau khô trở lại và sạch sàn nữa. Đó. Đó là một cái cây chổi đẩy. Đó. Còn bây giờ tháo ra tới cái bộ phận, đó là cái bộ phận mà để cho anh em sofa, ghế ô tô rồi nè, sàn trần rồi nè. Thì anh em dùng cái chổi này. Đó. Đó, vệ sinh những cái chỗ bẩn á. Nhàn nhiên nhiên ra đây bóp cho anh em thấy ra hơi. Đó. Bắn ra hơi nước nóng nha anh em. Đó. Rồi gắn cái đầu này vô. Đó, cái này là vệ sinh bếp là hết bài luôn. Không cần phải chê nữa. Sofa rồi này kia anh em lấy cái đầu này, anh em chà rửa bằng da thì anh em sợ hư, thì rửa bằng hơi nước nóng thì nó sàn gỗ đồ cũng đỡ lắm. Đó, ra hơi rất là mạnh nha anh em. Rồi tháo cái đầu này ra, bóp tháo cái lông này ra nè, cho anh em thấy cái hơi nước nóng ra mạnh nha. Đó, rất là mạnh nha anh em. Rồi. Đó, thì những cái chức năng mà em vừa giới thiệu á thì xây một vòng máy cho anh em xem nè. Tình trạng siêu sáng luôn, hàng này còn khoảng là 95% hơn. Hàng gần như là line new luôn nè. Anh em khỏi cần phải soi hàng nữa, tới là mua hoặc là nhìn thấy là đặt. Đó, công tắc bật mở thôi, nó rất là đơn giản. Và nước, khi nào mà ở đây hết nước thì đồng hồ này sẽ báo nè. Sẽ báo là cho anh em cung cấp nước. Còn nút này là nút reset lại.
thì máy này á ở dưới đít dở lên, tắt đi, dưới đít máy, tắt dở đít máy lên cho anh em xem đó. Thì em sẽ quay cái mã cho anh em xem luôn, đó là Made in Germany, rõ ràng nha anh em, điện nguồn 220V đến 240V, 1900W đó, bánh xe kéo cho anh em linh hoạt lôi trong nhà luôn. Thì một con máy SC3 lần này về giá vẫn không đổi cho anh em, đó là 2,5 triệu một máy, máy vệ hình, máy vệ sinh hơi nước nóng SC3 nha anh em, Kager SC3 thì là 2,500,000 một máy, đầy đủ phụ kiện về là xài đó. Còn hiện tại thì em còn khoảng là hai loại Kager, đó là Kager K4 thường nè, Kager K4 thường này mỗi máy đi gồm là một bình bọt tặng kèm theo nha, thì là 3,000,000 một máy Kager K4 thường đó, Kager K4 thường 3,000,000 nha anh em, máy từ đó rất là đẹp. Và bên đây là con Kager K4 full control, đem ra đây luôn cho anh em xem. Đó, Kager K4 full control có nghĩa là đồng hồ sẽ báo nè, anh em bóp được tia nè, nè không, anh em thấy sáng tia không, anh em chỉnh tia được trên cái đồng hồ gọi là control để anh em điều khiển được. Và con K4 full control, một bình bọt, hai đầu bếp, đầu bếp hai chức năng và đầu bếp xoáy nè. Dây thì dây cuộn, ở Việt Nam mình hãng bán á, dây là dây rời anh em tự quấn nha. Còn này là dây cuộn, cuộn vô rulo cho anh em quấn rất là dễ. Thì con này made in Italy. Đó, quay mã cho anh em xem luôn. K4 là made in Italy nè. Đó. Thì con K4 full control này em xin bán cho anh em với giá là 4 triệu đúng chưa bao gồm phí ship. Đó, rất là đẹp, hàng còn sáng long lanh luôn. Bán cái nào là phải sáng cho anh em về dùng là thích. Rồi, anh em nào quan tâm với những cái mặt hàng mà em vừa nói á, K4 thường là 3,000,000, K4 full control là 4,000,000, và SC3 nè là 2,5 triệu một máy, thì còn 4 máy. Anh em nào nhanh tay thì gọi qua số điện thoại của em 0382003453 hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại 32 Lê Văn Chí, Linh Chung, Thủ Đức. Đó. Chuyển ok, test hài lòng đi về. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha. Hẹn gặp lại anh em.